chào tất cả mọi người đã đến với kênh của mình nha. Ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái video về món mì trôn tôm thịt. Có lẽ giờ này chị gái mình ra ngoài vườn hái mì trôi. Bây giờ thì mình mời mọi người đi theo mình nha. Như vậy là ngày hôm nay hai chị em mình đã hoàn thành xong món mì trôn tôm thịt. Bây giờ thì mình mời mọi người cùng thưởng thức món ăn này với hai chị em mình nha. Ngoài ra thì món ăn này mọi người có thể ăn kèm với bánh tráng nướng giống như mình nha mọi người. Mời mọi người ăn cùng với hai chị em nha. Thank you.
đến lúc hai chị em mình phải nói lời chào tạm biệt với tất cả mọi người rồi. Nếu mọi người thấy thích video này của hai chị em mình thì có thể cho mình một like, một share và đừng quên là đăng ký kênh ủng hộ cho hai chị em mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye. Bye.